thưa cha trong một số thánh lễ con nghe đọc thư thánh phaolô đại ý của một bài có nói như thế này ừ, những ai thiên chúa đã tiền định thì ngài đã kêu gọi họ làm cho họ nên công chính cuối cùng cho họ hưởng phúc vinh quang thiên đàng còn thấy như vậy rõ ràng là thiên chúa tiền định cho một số người để lên thiên đàng như vậy còn những kẻ phải xa hỏa ngục thì sao ạ à, thưa cha thiên chúa có tiền định không nếu như thiên chúa đã tiền định cho một số người xa hỏa ngục thì việc đó xem ra nghịch hẳn với bản tính thiên chúa là đấng tốt lành vô cùng, lại đầy từ bi thương xót nữa, không bao giờ gây sự dữ, sự độc ác cho bất cứ ai. ơn tiền định con thấy khó hiểu quá à cha, xin cha thương lý giải vấn đề cho chúng con được nhờ. ạ. À. Câu mà anh thanh hùng vừa chân ra là thư thánh phaolô gửi giáo đoàn roma xưa. Toàn thể câu đó như sau: Thiên chúa làm cho mọi sự sinh ích lợi cho những ai yêu mến người tức là cho những kẻ được người kêu gọi theo ý người định vì những ai người đã biết trước thì người đã tiền định cho họ nên đồng hình dạng với con của người những ai thiên chúa đã tiền định thì người cũng kêu gọi họ những ai người đã kêu gọi thì người cũng làm cho nên công chính những ai người đã làm cho nên công chính thì người cũng cho họ hưởng vinh quang Thư gửi ra đoàn Roma, đoạn 8, câu 28 đến 30. Chúng ta cần lưu ý bốn chữ rất quan trọng trong bản văn Thánh Kinh trên là biết trước và tiền định. Bốn chữ này là chìa khóa gỡ mọi thắc mắc về ơn tiền định. Là con người có trí khôn hạn hẹp, chúng ta thường phân biệt hai động từ biết, no, và định, Destin có ý nghĩa khác biệt nhau. Nhưng Thiên Chúa là đấng rất tốt lành, khôn ngoan và thông thái vô cùng, lại hiện hữu từ thuở đời đời cho đến tận đời đời. Như lời người đã phán rõ ràng trong sách Khải Huyền, Ta là Alpha và Omega, là đầu và cuối, là khởi nguyên và tận cùng. Sách Khải Huyền, đoạn 22, câu 13. Tất cả mọi sự vật Mọi biến cố trên thế giới xảy ra từ tạo thiên lập địa cho đến thời thế mạt đều phô bày rõ rệt trước nhan Thánh Chúa như lúc hiện tại vậy. Không một thụ tạo nào, một biến cố sự việc nào có thể trốn thoát hoặc vượt mặt Thiên Chúa. Vì thế, động từ biết và định đối với Thiên Chúa chỉ là một. Tiền tri, for new, biết trước hay tiền định, predestined đối với Chúa cũng chỉ đồng một nghĩa, xảy ra đồng một trật trước nhan Thiên Chúa. Sau đây chúng ta hãy nghe lời giải thích của công đồng chung thứ ba nhóm tại Valencia, Tây Ban Nha năm 855 trong khoản 3 có đề cập đến việc tiền định như sau. Chúng tôi không do dự mà xác nhận rằng có sự tiền định về một số người được cứu rỗi và một số khác bị đọa phạt. Thiên Chúa đã biết trước, thấy trước các tội lỗi của kẻ giữ sắp sinh ra do chính họ gây nên về sau. Thiên Chúa không hề dựng nên hoặc gây ra sự giữ ác đó, nên Ngài không tiền định việc đó. Hình phạt đã tuyên án, dĩ nhiên là do sự cố tình lỗi phạm của đương sự, nên Thiên Chúa đã thấy trước, đã biết trước và đã định cho họ bị trầm luân đời đời. Như vậy, Thiên Chúa đã thấy trước, đã biết trước họ sẽ cố tình dùng sự tự do mà bỏ Chúa, nên Thiên Chúa đã tiền định theo việc họ đã làm. Thiên Chúa đã ban cho con người ba tài năng rất quý báu của linh hồn là trí khôn để suy nghĩ, lòng muốn để ưng thuận và sự tự do để chọn lựa. Chúa không hề cưỡng bách ai phải làm theo ý của Ngài và họ sẽ được thưởng công hay sẽ bị đọa phạt là do sự tự do lựa chọn và ưng thuận của riêng họ mà thôi. Trong giờ phút cuối cùng, người lành được tiền định thưởng công đời đời do họ tự do lựa chọn và tích cực cố gắng sống đời hoàn hảo. Còn kẻ dữ được tiền định bị đọa phạt đời đời theo sự tự do lựa chọn và chấp nhận sống đời buông thả suốt đời. Sách giáo lý công giáo khoản 1037 đã minh xác rằng Thiên Chúa không tiền định cho một người nào phải xa hỏa ngục. Điều đó nếu xảy ra là do sự chú tâm quay lưng lại với Thiên Chúa, tức là phạm tội trọng và cố chấp sống trong tình trạng đó. Thánh Phaolô đã quả quyết với chúng ta rằng Chúa Giêsu Kitô đã chết thay cho chúng ta. Thư thứ hai gửi tín hữu Corinto đoạn 15. Và người muốn cho hết mọi người được cứu rỗi. Thư thứ nhất gửi Timôthê đoạn 2 câu thứ 4. Đối với tất cả tội nhân, dù nhiều mấy và nặng nề mấy, Thiên Chúa vẫn luôn luôn sẵn sàng ban ơn thánh giúp cho họ được cứu rỗi. Chỉ cần họ thật lòng ăn năn thống hối, rồi tin cậy vào lòng thương xót vô hạn lượng của Chúa. Nếu tội nhân tin chắc chắn mình phải xa hỏa ngục, rồi cố chấp từ chối lòng thương của Chúa, như thế họ tự tiền định cho mình xa hỏa ngục, chứ thiên chúa không hề tiền định